Giáo hoàng Francis nhập viện. Giáo hoàng Francis chuẩn bị phẫu thuật đại tràng trong lần đầu nhập viện kể từ khi nhậm chức năm 2013. Giáo hoàng Francis vào bệnh viện Gemelli ở Rome chiều nay để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật đại tràng được lên kế hoạch từ trước. Ông đã phải chịu đựng các triệu chứng của bệnh viêm túi thừa đại tràng, phát ngôn viên Vatican Matteo Bruni cho biết hôm 4 tháng 7. Quan chức Vatican thêm rằng ca phẫu thuật dự kiến diễn ra trong hôm nay và sẽ ra thông cáo sau khi nó hoàn tất. Đây là lần đầu tiên giáo hoàng Francis, 84 tuổi, nhập viện kể từ khi nhậm chức hồi năm 2013. Ông có vẻ khỏe mạnh trong buổi lễ trước hàng nghìn người ở quảng trường St. Peter trước đó vài giờ. Bệnh viêm túi thừa đại tràng thường xuyên gây những cơn đau và đầy bụng, cũng như thay đổi nhu động ruột. Giáo hoàng Francis luôn trong tình trạng sức khỏe tốt suốt nhiều năm qua. Ông chỉ bị chứng đau thần kinh tọa, dẫn tới những cơn đau nhức chân khi di chuyển.